Những tác dụng của rau càng cua mà bạn nên biết. Rau càng cua là một loại rau dân dã, bình dị, hầu như nơi nào trên khắp đất nước cũng hiện diện loại rau này. Rau càng cua mọc tự nhiên và rất dễ sống, mọc nhiều vào mùa mưa và khí hậu ẩm ướt. Loại rau này mọc thấp, chỉ cần dạo quanh vườn, trong chậu cây hay bên hiên nhà là đã có một nắm rau càng cua xanh mướt. Rau càng cua được biết xuất phát, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Nay được trồng và phát tán rộng rãi khắp nơi trở thành cây mọc hoang. Tên khoa học của rau càng cua Peperomia pellucida, thuộc họ hồ tiêu Piperaceae. Ngoài tên gọi càng cua, rau này còn có các tên gọi khác như rau tiêu hay có tên là nơn kim, nơn buốt, cúc áo, quỷ châm thảo, thích châm thảo, tiểu quỷ châm, cương hoa thảo. Rau càng cua sống quanh năm ở nơi ẩm thấp. Khi còn nhỏ, rau mọc thẳng đứng, sau đó bò lan ra mặt đất, thân chia ra nhiều nhánh nhỏ. Thân cao khoảng 5 đến 40 cm, có màu xanh nhạt, toàn thân nhớt, nhẵn. Phần nhánh cao chừng 20 đến 40 cm, lá mọc so le, có cuống, phiến dạng màng, trong suốt, hình tam giác, trái xoan hình trái tim ở gốc, hơi tù và nhọn ở chóp, dài 15 đến 20 mm, rộng gần bằng đài. Hoa hợp thành bông, dạng sợi, có cuống, ở ngọn, dài gấp 2 đến 3 lần lá, quả mọng hình cầu, đường kính 0,5 mm, có mũi nhọn, cứng, ngắn, ở đỉnh. Trong 100 g rau càng cua chứa 92% nước, 5,2 mg vitamin C, 34 mg phốt pho, 277 mg kali, 224 mg canxi, 62 mg magie, sắt 3,2 mg, carotenoid 4,166 UI, cung cấp cho cơ thể 24 calorie. Hàm lượng dinh dưỡng trong rau càng cua cao hơn cả cà rốt về chất beta-caroten, tiền vitamin A, cao hơn rau muống về lượng canxi, phốt pho. Ngoài ra, rau càng cua còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin B, C, PP có lợi cho sức khỏe. Chất vitamin C có trong rau càng cua, carotenoid tăng khả năng miễn dịch, ngừa bệnh xơ vữa động mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, mau lành vết thương, giải nhiệt độc cơ thể. Chất phốt pho, canxi giúp trẻ em phát triển xương, ngăn ngừa còi xương và chữa chứng loãng xương người lớn. Theo Đông y, rau càng cua có vị chua, tính bình, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, khu phong, hoạt huyết, tan máu ứ. Thường dùng để chữa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm họng, viêm ruột thừa, viêm gan truyền nhiễm, viêm dạ dày, ruột, tiêu hóa kém, đau nhức xương khớp, sốt rét. Ngoài ra, nó còn được dùng ngoài chữa rắn cắn, nhọt lở, chấn thương sưng đau. Dân gian còn có bài thuốc rau càng cua trị tiêu mụn bọc rất thần kỳ, chỉ cần đem giã rau càng cua với chút muối hột rồi đắp lên mụn bọc, mụn đầu trắng, các loại mụn sẽ tiêu hết mủ và hôm sau sẽ xẹp mất. Dưới đây là một số bài thuốc chữa bệnh hay từ rau càng cua. 1. Chữa viêm họng, khô cổ, khan tiếng. Dùng 50 đến 100 g rau càng cua rửa sạch, nhai ngậm hoặc xay nước uống, dùng liên tục trong 3 đến 5 ngày. 2. Hỗ trợ đái tháo đường. Rau càng cua rửa sạch, 100 g bóp giấm, chanh, thịt ếch chiên bột, 100 g ăn tuần vài lần. 3. Chữa thiếu máu. Rau càng cua 100 g rửa sạch, bóp giấm, thịt bò cho gia vị vừa đủ xào, chín tới, trộn đều, ăn 3 lần trên một tuần. 4. Chữa tiểu rát, tiểu khó. 150 đến 200 g rau càng cua ăn sống hoặc nấu nước uống, uống khoảng 5 ngày. 5. Chữa đau lưng cơ có rút. Dùng 50 đến 100 g rau càng cua sắc uống mỗi ngày. 6. Chữa nhiễm khuẩn đầu ngón tay, chín mé. Rau càng cua 100 đến 150 g sắc uống trong, bã đắp ngoài. 7. Chữa ngoài da khô sần, mụn nhọt lở ngứa, vết thương lâu lành. Rau càng cua ăn sống hoặc xay nước uống, giã, đắp ngoài da. Với vị rất đặc biệt, hơi ngọt, mặn, chua, lại giòn và dai. Rau càng cua được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Rau càng cua có thể trộn chung với các loại rau khác rau sam, rau thơm, đem chấm với nước cá kho hay thịt kho, rau càng cua, trộn tôm hoặc thịt bò đều là những món hết sức ngon, giúp lợi tiểu thanh nhiệt giải khát. Tuy nhiên, loại rau này không thích hợp cho những người bị bệnh sỏi thận. Đặc biệt rau càng cua tuy có nhiều chất dinh dưỡng nhưng lại ít năng lượng, rất thích hợp cho những người muốn giảm béo. Rau càng cua còn được dùng làm vị thuốc bổ sung cho người thiếu máu do thiếu sắt, tốt cho tim mạch và huyết áp, cũng như góp phần trong việc chữa trị bệnh táo bón, đái tháo đường, cao huyết áp. Rau càng cua tuy là một loại rau dân dã đời thường nhưng lại chứa đựng những công dụng vô cùng phong phú đối với sức khỏe, đời sống con người. Chúc bạn một ngày tốt lành!